thì không có, nhưng tài nguyên thì có, mà tài nguyên cũng đổi thành tiền. Nên là cái điều đó thì Nguyên nghĩ nó sẽ có cách giải quyết. Trong Nguyên nói là nếu tìm một cách giải quyết thì chúng ta sẽ tìm được, còn muốn tìm cái cớ thì dễ dàng, chúng ta cứ đổi lỗi. Cách giải quyết nó sẽ có. Nên đây là những cái ý kiến chuẩn bị cho cái cuộc nói chuyện sắp tới, để cho thỏa thuận trong cái vấn đề đàm phán hòa bình với trong thời chánh quyền Bắc Trump nhà chúng ta. Riêng về cá nhân của Nguyên, cái chuyện này nó làm nếu mà chúng ta không sáp nhập vào Ukraine, vào NATO được, thì cái điều mà điều động thuê binh sĩ của Hoa Kỳ, vì binh sĩ của Hoa Kỳ thì có đủ khí tài quân sự, đủ mạnh, nếu không muốn liên quan với NATO, một cái tổ chức riêng biệt cá nhân của Mỹ, thì Mỹ có quyền làm điều đó. Ai thuê thì Tổng thống Trump thì dễ lắm. Bắt Trump nhà ta với cái lý tưởng là trả tiền, có lợi cho đất nước Mỹ, tôi đồng ý. Vậy thôi, bắt Trump dễ lắm. Cũng giống như Đài Loan, bắt Trump nói cái gì? Đài Loan muốn không bị Trung Quốc tấn công cái gì? Dễ lắm. Chỉ tiền đi. Chỉ tiền. Bao nhiêu binh sĩ các anh cần bao nhiêu? 50, 100. Một năm bao nhiêu tiền? Ký vô bao nhiêu tỷ? Trả tiền chúng tôi gửi 100.000 binh sĩ, tôi gửi thiết bị quân tự của tôi, chúng tôi làm hết. Các anh chỉ cung cấp cho chúng tôi miếng đất. Các anh chỉ cung cấp cho tôi cái khu vực mà chúng tôi ở. Vậy thôi. Hiện bây giờ tại Nam Hàn gần 40-50.000 binh sĩ, nhưng họ ở trong căn cứ quân sự của họ, không đi ra ngoài. Binh sĩ của Mỹ họ ăn căn cứ quân sự của họ, nằm nó không đi ra ngoài. Các vị đâu có thấy ông Mỹ nào bên Nam Hàn đâu, binh sĩ Mỹ nào Nam Hàn đâu. Vì họ ở trong cái phạm vi căn cứ quân sự của họ thôi. Nên là chỉ cung cấp cho tôi cái miếng đất, căn cứ quân sự, tôi tự đem thiết bị, vũ khí, trang bị của chúng tôi ở căn cứ đó hết. Rồi chúng tôi ở đó, cứ mỗi năm các anh cứ đóng thuế, đóng tiền cho chúng tôi. Đó là cái chuyện các anh thuê binh sĩ chúng tôi để bảo vệ trật tự an ninh. Cũng giống như chúng ta thuê bảo vệ vậy đó. Ý hệt như vậy thôi. Đó mà bắt châm gì, bắt châm khoái đó. Chứ làm thiện nguyện là bắt châm nó no free. Kêu mà bắt châm đi bảo vệ đồng minh miễn phí, bắt châm không có mặn mà. Các vị phải nhớ điều đó. Đối với bắt châm, đừng nói thiện nguyện, phải nói lợi ích. Chứ mà các vị nói thiện nguyện với bắt châm bắt nghe chán lắm. Bắt châm nói tao làm từ thiện, tao không thích làm từ thiện. Nha, bắt châm mà các vị nói là nói chuyện với bắt châm thì đừng bao giờ nói chuyện với từ thiện. Tại vì nói từ thiện với bắt châm không có mặn mà cho lắm. Nói chuyện lợi ích với bắt châm là bắt châm ok, welcome liền. Nên là trong tương lai có thể là nếu với chánh quyền của Bắc Trump, có thể là Ukraine và Đài Loan sẽ được bảo vệ với lực lượng của Hoa Kỳ. Cái điều đó tốt cho châu Âu nữa, vì Mỹ phải chối buộc rất là nhiều, cũng tốt cho Trung Quốc. Cũng tốt cho Trung Quốc vì lực lượng của Mỹ phải chi phối. Lực lượng của Mỹ phải chi phối tại châu Âu rất là nhiều. Nên là đối với Trung Quốc đó cũng là điều tốt để khỏi chuyển sang qua tại Á Châu, nói chung là như vậy. Nhưng mà đối với Bắc Trump, với cái tình hình của đất nước Mỹ ngày hôm nay, Trung Nguyên nói khả năng của Mỹ có thể đối phó với ba mặt trận cuộc chiến một lúc. Nên đối hiện bây giờ nó không có chiến tranh, Mỹ cho đứng ra làm trung gian bảo vệ đối với Mỹ không phải là vấn đề lớn đâu các quý vị. Không phải là vấn đề lớn. Đây là bản tin đầu tiên liên quan đến 100.000 binh sĩ của NATO có thể đến Ukraine để bảo vệ hòa bình trong thời gian lâu dài. Đó là một cái biện pháp mà người ta mới vừa suy nghĩ ra. Một bản tin nho nhỏ liên quan đến cuộc tấn công của Ukraine ngày hôm nay trên lãnh thổ của Nga. Thì các vị cũng biết là ngày hôm qua và ngày hôm nay thì khu vực đảo Crimea nổ không ngừng. Cái cầu đảo Crimea đã bị đóng mà ngày hôm qua mình có cập nhật đó. Nhiều nơi tiếng nổ vang trời, đặc biệt là những cái nơi bơm khí ga ở đảo Crimea đã bị tấn công. Tổn thất của Nga nó nặng nề vô cùng. Thì các vị biết là ở tại Biển Đen đó thì nó có 7 cái sản xuất dầu hỏa và khí ga của Nga, có 3 cái là của Ukraine. Và những cái đó nó gần đảo Crimea thì đã bị xuồng không người lái của Ukraine đã tấn công vào. Hiện bây giờ thì cái sự thiệt hại nó không hề nhỏ. Tuy rằng Nga công bố là Nga đã ngăn chặn hết tất cả là 6 chiếc xuồng không người lái và mười mấy chiếc máy bay không người lái đã tấn công vào đảo Crimea. Đó là cách của Nga nói. Chúng ta đều biết là cái gì Nga cũng công bố là ngăn chặn được 100% hết. Đó. Nhưng mà thực tế thì không.
Đây là ngày hôm nay thì cuộc tấn công của Ukraine đã tấn công vào cái nơi mà kêu là cái nơi sản xuất khí gas, bơm khí gas từ lòng biển lên đã bị tấn công, và sự thiệt hại của nó hiện bây giờ được xác nhận là một thiệt hại vô cùng nặng nề và Nga không thể nào sản xuất được tiếp tục. Và trong thời gian vừa qua thì có nhiều lĩnh vực nó đã ngừng sản xuất vì nó ở nằm ở trong cái tầm nhắm của Ukraine dễ dàng tấn công. Đây là bản tin tấn công nho nhỏ của Ukraine mà Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú anh chị em. Bản tin nho nhỏ của Belarus đang bị rất là nhức đầu. Nhiều máy bay không người lái của Nga đã lao vào Belarus không ngừng. Các vị cũng biết là gần đây Ukraine đã có một cái hệ thống mới để ngăn chặn máy bay không người lái. Có nghĩa là có thể nói là ăn cắp máy bay của Nga chuyển hướng qua bên Belarus. Hiện bây giờ chính phủ Belarus đang vô cùng nhức đầu, khi lúc đó hình như là bây giờ là mỗi ngày ít nhất là có vài chiếc máy bay không người lái của Nga cứ lao vào Belarus không ngừng. Lên án cách nào bây giờ? Anh Belarus, anh Nga ơi, sao anh tấn công em hả? Tại sao máy bay của anh lại bay vào lãnh thổ của em vậy anh Nga? Thì các quý vị cũng biết là gần đây Ukraine đã sáng kiến ra một cái hệ thống hacker, nó nhiễu đi cái làn sóng máy bay không người lái của Nga và nó gắn cái định vị mới. Thí dụ máy bay không người lái của Nga nó bay, nó ý định là bay đến thủ đô Kiev. Thì trước khi nó bay đến thì nó bị hack. Bắt đầu người ta viết cái định vị khác, nó bay ngược hướng, nó bay qua bên Belarus, nó lao xuống bên Belarus. Hiện bây giờ chính phủ Belarus đang vô cùng nhức đầu vì thứ nhất là không biết cách làm sao giải quyết cái vấn đề này. Vì mình tốn kém về quà tiễn, thứ hai nó là máy bay của đồng minh của mình. Nên là bây giờ rất là nhức đầu về làm sao bảo vệ được cái biên giới của mình nó một trật tự, mà không dám lên tiếng với Nga được bây giờ. Trường hợp này thường xuyên xảy ra bây giờ đến mỗi ngày, và hiện bây giờ phía bên Belarus đang nhức đầu nhức óc để giải quyết cái mấu chốt này. Đây là bản tin liên quan đến vấn đề Ukraine và Nga, Nguyên đưa lẹ vì chúng ta bản tin thế giới ngày hôm nay chúng ta có khá nhiều bản tin khá là, Nguyên kêu là khá là hot. Nên là không có quá ở lại quá lâu với những bản tin mà Nguyên thấy nó không quan trọng gần bình luận. Và bây giờ cho Nguyên cập nhật chia sẻ cùng cô chú anh chị em bản tin của Hoa Kỳ cũng liên quan đến bác Trump nhà chúng ta và cái bài lên tiếng của cựu phó tổng thống, đó là phó tổng thống Mike Pence, mà các quý vị vô cùng ghét bỏ. Diễn đàn của Nguyên nó ngộ lắm. Nói bác Trump thì ủng hộ, mà gặp ai mà chống bắt châm một cái là ghét, ơi ghét đắng, ghét cay, ghét đắng. Toàn là kêu mấy ông Renault, mấy kẻ phản bội. Và bây giờ chúng Nguyên cập nhật liên quan đến vấn đề của bác Trump, thì gần đây bác Trump đã có đưa ra những cái lệnh trừng phạt trong tương lai khi bác Trump quay trở lại tòa Bạch Ốc. Đầu tiên nhất là bác Trump sẽ nhắm vào Mexico và Canada, cũng giống như đã cam kết là sẽ đánh thuế 25% nếu bắt châm đe dọa thôi, nếu họ không ngăn chặn biên giới. Về Mexico, nếu không ngăn chặn người di dân bất hợp pháp. Về Canada, nếu không ngăn chặn về vấn đề thuế má, kiểm duyệt vân vân, hàng lậu, hàng này, hàng kia vào biên giới của Hoa Kỳ thì sẽ bị đánh giá 25%. Thì cái vấn đề này thì Mexico và Canada đã giải quyết với bắt châm xong. Theo nguyên ý là bắt châm sẽ không đánh thuế Canada, có thể đến thuế Mexico nhưng không thuế Canada. Cái chuyến đi vừa qua của Justin Trudeau đã giải quyết ổn thỏa. Mexico đang cố gắng làm hài lòng bác Trump. Mexico đang làm cố gắng hết mình để ngăn chặn cái dòng di dân bất hợp pháp đang ồ ạt đến Hoa Kỳ. Mexico cũng đang làm tối đa để ngăn chặn ít nhất là 2 lần rồi, mà không biết là Mexico có làm được hay không. Nếu không thì Mexico sẽ hứng đòn chịu trừng phạt 25%. Còn riêng biệt về Trung Quốc thì bắt Trump chỉ trừng phạt có 10% thôi. 10%. 10% thì chẳng là xí nhê gì, đúng không? 10% mà tại sao 10%? Tại sao 10% mà không nhiều hơn, không ít hơn là chọn 10%? Thì trước khi phân tích vấn đề 10% thì có một cái vị chánh trị gia rất là nổi bật, mà ít hay nhiều thì chắc các vị cũng biết, đã từng làm hộ tá gọi là phó tổng thống của bác Trump vào năm 2016, đó là ông Mike Pence. Ông Mike Pence đã có bài phát biểu sau khi bác Trump đe dọa đánh thuế Trung Quốc 10%.
ông Mike Pence cho rằng là cái hành động của Bắc Trump ông ta ủng hộ, cho là cái chiến lược của Bắc Trump ép Trung Quốc sẽ ngồi cho cái bàn đàm phán thương mại cạnh tranh hòa bình. Nhưng ông khuyên Bắc Trump là hãy để Trung Quốc trở thành cạnh tranh chúng ta, chứ đừng biến Trung Quốc trở thành kẻ thù chúng ta. Nếu chúng ta biến Trung Quốc trở thành kẻ thù thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Đó, ông Mike Pence cho rằng hãy để Trung Quốc vẫn là kẻ cạnh tranh với chúng ta, đừng biến họ làm kẻ thù. Ông ta khuyên Bắc Trump như vậy, cho là nếu Bắc Trump đi theo cái xu hướng biến Trung Quốc thành kẻ thù thì đây là cái sự chiến lược thất bại ê chề của Bắc Trump. Đó là chiến lược rất là dở, nó có hại cho Hoa Kỳ. Nhưng nếu Bắc Trump vẫn tiếp tục đánh thuế 10% với Trung Quốc và cứ cạnh tranh như vậy thì đó là cái điều tốt, ông ta sẽ hoan nghênh cái điều đó, nhưng đừng biến Trung Quốc thành kẻ thù. Đây là bài phát biểu của Phó Tổng thống Mike Pence. Trong Nguyên nói với Phó Tổng thống Mike Pence hay nói cho nhiều cô chú anh chị em khác để cho các vị hiểu, người Mỹ chưa bao giờ coi Trung Quốc là kẻ thù hay là coi Việt Nam mình kẻ thù hết. Người Mỹ chưa bao giờ có cái điều đó. Không phải Nguyên Minh giật Mỹ đâu, người Mỹ chưa bao giờ có cái điều đó. Chỉ có chúng ta mới coi họ là kẻ thù. Chỉ có Trung Quốc mới coi họ là kẻ thù. Trong Nguyên nói với các vị là Nguyên đọc thời gian, Nguyên đọc sách, đọc truyện, đặc biệt là Nguyên thích đọc truyện tiểu thuyết, đọc truyện hoạt hình, Nguyên đọc rất là nhiều. Có thể nói là Nguyên đọc là tới mức mà mắt Nguyên mờ luôn rồi đó, thì các vị biết. Thì 100 cuốn truyện của Trung Quốc thì là 100 cuốn truyện là Mỹ là quốc gia thù địch hết. Nhật Bản là quốc gia thù địch hết. 100 cuốn truyện là 100 cuốn truyện khi nói tới Mỹ là quốc gia thù địch. Việt Nam mình cũng vậy. Trong giáo dục Việt Nam mình, Mỹ là thù địch. Chỉ có chính bản thân chúng ta coi họ là thù địch thôi, chứ họ không thèm coi chúng ta là thù địch vì chúng ta không có đủ cử. No đó. Các vị hiểu là người Mỹ họ không bận tâm chúng ta vì họ coi chúng ta rất là yếu. Khi thù địch là người ta cảm giác anh có cái mối đe dọa đến tôi, anh có khả năng đe dọa đến tôi. Giống Việt Nam mình đó, anh có khả năng đe dọa đến tôi thì tôi mới chú tâm đến anh và tôi lo lắng về anh và tôi sợ hãi anh và coi anh là kẻ thù địch. Còn anh là cái thá gì mà tôi phải bận tâm vì anh chạy. Nên là người Mỹ họ không coi Việt Nam mình là thù địch. Họ coi mình không phải là đối thủ, phải nói chung là như vậy, anh không phải là đối thủ của tôi để mà tôi bận tâm. Đừng có bận tâm là mà ngược lại Việt Nam mà tối ngày coi Mỹ là thù địch. Riêng về Trung Quốc thì hiện bây giờ Mỹ vẫn thấy là cái tiềm năng đe dọa. Mỹ thấy là cái tiềm năng đe dọa. Nhưng Mỹ vẫn chưa coi Trung Quốc là thù địch. Nhưng Trung Quốc đã coi Mỹ là thù địch từ lâu rồi. Khi lúc đó Trung Nguyên nói giàu sang của Trung Quốc ngày hôm nay là nhờ ông Mỹ. Chính Mỹ nuôi Trung Quốc lớn mập mạnh trướng ngày hôm nay. Chính Mỹ đã bỏ rơi miền Nam Việt Nam và bắt tay với Trung Quốc để giảm bớt đi cái sự phát triển của đất nước Nga thời điểm đó, để làm cho Nga phải suy yếu, bị cô lập. Bắt tay với Trung Quốc và giúp đỡ Trung Quốc lớn mạnh đến ngày hôm nay. Giàu sang của Trung Quốc, sự đóng góp đến từ Hoa Kỳ không đó. Thì bây giờ Trung Quốc đủ lớn mạnh, thì Quyên đã nói rồi, Trung Quốc đã đủ khả năng lật bài trở mặt với Hoa Kỳ. Thì tại sao Nguyên nói trước khi lật bài với người khác là chúng ta phải tương đương khả năng với người ta? Đó là cái bài học rất là đáng giá giữa lực lượng Hamas và Do Thái. Các người phải nhớ điều đó. Đặc biệt là quốc gia chúng ta là những quốc gia nhỏ. Anh hùng nhất thời sẽ không đem lại hạnh phúc cho dân tộc. Phải nhớ, Nguyên đã học điều đó rất là đớn đau. Anh hùng là một cái điều tốt. Bảo vệ non sông, bảo vệ chủ quyền là cái điều tuyệt vời. Nhưng anh hùng nhất thời nó sẽ không đem được hạnh phúc cho dân tộc. Nhiều khi nó sẽ đem được cái diệt vong của dân tộc. Nên là cái điều mà chúng ta học được cái bài học. Thì tại sao bây giờ Trung Quốc họ lật bài với Hoa Kỳ? Bởi vì họ cho là họ đủ mạnh. Họ đủ kinh tế, họ đủ khí tài quân sự, họ đủ tầm ảnh hưởng. Họ đủ tương đương với Mỹ 9-10. Họ không e ngại Mỹ nữa. Nên là gần đây thì các vị biết là cái giọng diều hâu của Trung Quốc rất là nhiều. Nhưng nếu mà người Mỹ không có chuẩn bị tâm lý để đối phó với Trung Quốc, đó là sai lầm. Nhưng chính phủ Mỹ thì chuẩn bị rồi, nhưng dân Mỹ thì chưa. Dân Mỹ không đó vậy. Chính phủ Mỹ thì chuẩn bị rồi, chính phủ Mỹ thì họ biết cái điều đó. Chính phủ Mỹ thì
họ chuẩn bị cái tâm lý cái điều đó rồi, nhưng mà dân Mỹ, tâm lý của dân Mỹ thì chưa, các cô chú và anh chị em. Đây là bản tin của Mỹ liên quan đến Mỹ, liên quan đến Trung Quốc trong một cái bối cảnh căng thẳng mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị. Các vị đừng có đánh giá thấp Trung Quốc nha. Nhiều người đánh giá thấp Trung Quốc lắm. Nguyên thì không đánh giá thấp Trung Quốc. Nguyên không coi thường kẻ địch của mình. Nguyên không coi thường kẻ địch của mình. Nguyên vẫn thấy kẻ địch của mình có những cái nét rất là hay mà mình cần phải học, mà mình phải cẩn thận. Cẩn thận. Trung Quốc là những cái quốc gia có cái mưu lược chánh trị gian xảo, cho Nguyên nói chánh trị gian xảo hơn những quốc gia khác nhiều. Mưu lược chánh trị của Trung Quốc nó rất là tai hại, tai hại cho đất nước chúng ta hay cho những quốc gia khác. Nó không giống như Hoa Kỳ, nó không giống như Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cũng có một cái sự bành trướng của Mỹ, cũng có muốn ép người ta đi vô cái khuôn khổ của mình, nhưng nó không thâm độc, nó không thâm độc bằng Trung Quốc. Trung Quốc thì nhiều chiêu trò thâm độc, nhiều chiêu trò thâm độc, nhiều chiêu trò thâm độc. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật bản tin của đất nước Pháp của Nguyên trong một cái bối cảnh mà Tổng thống Pháp của Nguyên đang bị người ta lên án và ép Tổng thống Pháp từ chức, nhưng Tổng thống nói không, thăm đi, thăm xuống, thăm xuống. tao đổi cho tụi bay chánh phủ, ok, tụi bay không thích cái bộ máy chánh phủ nó không tốt, thủ tướng không tốt, này kia không tốt gì, đổi hết. Thì ngày hôm nay người ta làm một cái khảo sát thì trên 6 người, phải 10 trên 6 người đã đồng ý kêu Tổng thống Pháp từ chức. Nhưng Tổng thống Pháp của Nguyên mặt rất là chai, rất là lì. Không, không, tụi bay bỏ phiếu cho tao rồi. Tao phải ngồi đến hết cuối nhiệm kỳ. Không xuống là không xuống. Mặt rất là lì, không chịu xuống các quý vị. Thì hiện bây giờ thì khó để đuổi Tổng thống Pháp, với cái hiến pháp của Pháp nó khó hơn những hiến pháp của những quốc gia khác. Thứ hai nữa, Tổng thống Pháp là những người không có tự động. Đất nước Pháp nó không có tự động. Ít có khi ông nào mà tự động nhường chức lại lắm, ít lắm. Ít có khi nào ông tự động từ chức, nhất là tổng thống. Thủ tướng thì cách chức thường xuyên, vì thủ tướng là cái người bị đổ lỗi. Kêu làm bên bên Pháp mà làm thủ tướng là Nguyên không có làm đâu. Làm đúng thì tổng thống hưởng, làm sai thì mình chịu lỗi. Nói trên là cái vai trò công thủ tướng ở những quốc gia, ở Pháp, đặc biệt là ở Pháp đó, là cái vai trò đỡ đạn. Làm tốt thì tổng thống hưởng. Do sự điều hành của tổng thống, do cái sự anh minh của tổng thống, làm không tốt thì là thủ tướng, là do thủ tướng đó. Thời của tổng thống Macron đã bổ nhiệm bao nhiêu thủ tướng rồi, để cho các vị biết là điều như vậy. Nên là hiện bây giờ tổng thống Macron bị người ta lên án, người ta biểu tình, người ta kêu gọi, người ta làm đủ thứ hết. Đã hơn 59% người dân Pháp kêu gọi tổng thống Macron, nó là một con số vượt qua kỷ lục khi ông ta mới nhậm chức cũng không lâu. Nhưng mà tổng thống Macron ông ta nói khẳng là không, no, trừ khi các quý vị phải kêu là referendum, có nghĩa là phải bỏ phiếu trở lại, kêu gọi toàn dân bỏ phiếu trở lại. Nhưng mà làm cái đó tốn kém nhiều lắm, tốn kém, phải bỏ phiếu từ đầu, bỏ phiếu bãi nhiệm hay không, đó là kêu Pháp kêu là referendum, là người dân đi bỏ phiếu một lần nữa bãi nhiệm ông. Hiện bây giờ thì đảng phái còn tranh chấp nên là chưa có làm được điều đó. Trong tương lai có làm hay không thì Nguyên không biết, nhưng mà có thể, có thể. Nhưng hiện bây giờ ổng vẫn ngồi vững, đặc biệt là có sự việc hiện diện của bác Trump bữa nay, người ta quên lãng cái chuyện của ổng, là ai cũng tập trung cái chuyện của bác Trump hết. Nên ổng lợi dụng cái chuyện bác Trump, ổng sẽ nói vấn đề hòa bình của Ukraine để xoa dịu đi cái thời gian. Sắp tới đây ổng câu thời gian chuẩn bị ăn Noel rồi, Noel không ai biểu tình, không ai nói hết á. Tới Tây cũng chẳng ai nói gì luôn. Từ đây tới tháng 1 là ổng khỏe lắm. Chúng ta là ngày 7 Tây rồi, bây giờ ai cũng chuẩn bị mua trang trí Noel. Cho Nguyên nói là một tháng 12 là cái tháng tốn tiền nha. Năm nào có tháng này Nguyên cũng nhức đầu đó. Tháng này quà cáp, ui giời ơi, nghe nói không là choáng váng mặt mày rồi. Thì tháng này là tháng tốn tiền. Và tháng này thì người ta chuẩn bị quà cáp gia đình Noel, người ta cũng không có phiền nàn nhiều các quý vị. Sau tháng 1 thì Tổng thống Pháp mới lo, sau tháng 1 cái vụ có hòa bình thế nào, nó thôi ký ở Paris đi, bảo đảm với các quý vị luôn. Tổng thống Pháp, các anh học hòa bình, học ở Paris đi, học ở Paris, học ở Paris đó.
đó, để tạo ra một cái duy luận khác để cho bị người ta chi phối. Cho Nguyên cảm ơn Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho chương trình rất là nhiều. Viết bằng cái chữ này Nguyên không biết là tiếng Đài Loan. Bà con cô bác anh chị em ở Đài Loan yểm trợ rất là nhiều, cảm ơn rất là nhiều. Và bây giờ thì Trung Nguyên cập nhật bản tin của Nam Hàn đang được sôi động nhất, và Quốc hội đang bỏ phiếu có nên luận tội và bãi nhiệm Tổng thống Nam Hàn hay không. Hiện bây giờ vẫn còn đang làm nghe, Nguyên chưa biết cái kết quả. Nguyên không có biết kết quả, và lúc nãy là Nguyên coi live cách đây mấy tiếng đồng hồ trước là Nguyên đã coi live rồi. Nguyên cũng không biết cái kết quả hiện bây giờ là bỏ phiếu tại Quốc hội của Nam Hàn nó như thế nào. Thì các quý vị biết cái nguyên nhân dẫn đến cái sự phẫn nộ của người dân, hiện bây giờ ít nhất là 50.000 người đã biểu tình trước dinh của quốc hội, 50.000 người đang biểu tình và kêu gọi tổng thống phải chính thức từ chức, phải biết trách nhiệm sai trái của mình và phải có tự động từ chức, đừng để chúng tôi đuổi. Sau khi cái sự vội vã đưa ra cái thiết quân lực một cách thiếu, quyên kêu là thiếu cách kinh tế tinh tế, và sự đưa ra một cách quá vội vã, nó không đúng theo cái tình trạng, nó đã dẫn đến cái thảm họa của tổng thống Nam Hàn. Trung Nguyên cảm ơn Mạnh Thường Quân mới vừa hỗ trợ chương trình nhưng mà nó lẹ quá, mình không có đọc tên kịp. Các quý vị nào thấy cái tên mà các quý vị nhớ là viết xuống cho Nguyên để biết Nguyên biết một cái lời cảm ơn. Thì các cô chú anh chị em cũng biết là tổng thống Nam Hàn hiện bây giờ đó, ông ta trên cái bờ sụp đổ. Ông ta trên bờ sụp đổ. Hiện bây giờ đó là tổng thống Nam Hàn đó, sắp sửa xong rồi. Mà hiện bây giờ dù không có xong bây giờ, trong tương lai ông ta cũng khó thể nào có một cái vị trí quan trọng trong chính trị. Janelle Spa hả? Cho Nguyên cảm ơn rất là nhiều Janelle Spa nha, đã yểm trợ cho chương trình. Thì cô chú anh chị em cũng đã thấy rõ được là cái điều đó đó, một cái điều mà chúng ta thấy trong cái ngày hôm nay đó, là chỉ cần sai lầm nhỏ của nhà chính trị thôi. Thực tế Huy cũng không hiểu tại sao ông đưa ra thiết quân lực, đâu phải là cái chuyện quan trọng gì đâu, đâu phải đất nước đang bị chiến tranh gì đâu. Huy cũng không biết tại sao vậy, không biết lý do nào, tự ông đầu óc cũng không bình thường bữa đó hay gì, bị vợ chửi hay gì không biết, hay chồng cãi lộn gì không biết, tự ông đưa ra một cái quyết định mà nó thực tế nó không có nguy hiểm đến nước gia, nó chỉ là một cái sự tranh cãi nội bộ đảng phái chính trị thôi. Thì Nguyên không biết tại sao ông dẫn đến cái điều đó. Tất nhiên là cái thiết quân lực ông chỉ có 3 tiếng đồng hồ, nó rất là chớp nhoáng, nhưng mà cái hậu quả nó lớn. Thì bây giờ thì quốc hội đang muốn bãi nhiệm ổng, mà Nguyên không biết là bãi nhiệm có thành công hay không, hay là người ta muốn thúc đẩy ổng có một cái tự trách nhiệm lấy và tự tự từ chức. Thì cái điều này chúng thấy tại sao Nguyên nói không, làm tổng thống không có sướng nghe các bạn, làm tổng thống với nước do dân chủ không có sướng. Hiểu hỏi Nguyên là một làm tổng thống hay là chủ tịch nước, Nguyên chọn làm chủ tịch nước. Thế chủ tịch nước chẳng ai dám đụng hết đó. Chẳng có ông thằng nào, con nào mà Nguyên nói chữ hơi giang hồ hơi khó nghe đó nha, mà chủ tịch nước là gì mà chẳng có ai dám đụng chủ tịch nước hết, chẳng có ai dám đi biểu tình hết, chẳng có ai dám nêu đích danh chủ tịch nước như thế này như thế kia hết, đâu có ai dám. Bắt bỏ tù hết, bắt bỏ tù hết, phản động hết, nhốt hết, mười mấy năm tù là phạt tiền bỏ tù hết. Còn làm tổng thống nó có không, mà làm sai một chút xíu thôi, Nguyên nói thật với các quý vị, làm sai một chút xíu thôi là bị báo chí dư luận người dân xuống đường biểu tình làm khủng khiếp hết, làm không được việc tổng thống mà không không có làm gì sai hết, chỉ làm không được việc thôi, làm không được việc thôi. Bây giờ người ta cũng kéo xuống đài, làm không được việc người ta cũng kéo xuống đài. Bây giờ Quyên nói ví dụ đi, Việt Nam mình đi bắt Tô Lâm đi, bắt Buồn đi, bắt Ban Thiết Quân Lực, có ai làm gì bác? Bắt Ban Thiết Quân Lực giới nghiêm hết, trong vòng 3 ngày qua làm gì bác? Có người Việt Nam mà xuống đường biểu tình lên án là bác Tô Lâm sao bác làm như vậy, bác ảnh hưởng đến nền kinh tế, tự nhiên bác làm xáo trộn cái nền kinh tế sao, bác làm như vậy dân nó bất an sao, có ai làm gì đâu, ai dám làm gì. Đây là cái khác biệt giữa độc tài và tự do chỗ đó, vì tổng thống không phải là cái người hoàn toàn có quyền lực, không phải là một vị vua, tổng thống chỉ có phục vụ cho nhân dân, ông làm sai thì ông cũng đi xuống giống như người khác. Còn chủ tịch nước
tao làm sai thì tụi bay cũng phải nghe. Ê, tao làm sai không quan trọng, tao làm sai thì tụi bay cũng phải nghe đó. À, tao làm sai tụi bay cũng phải nghe. Nó tại sao Nguyên nói mà kêu, mà kêu làm chủ, làm tổng thống của tầm Mỹ đi đâu cũng chắc bà vợ đi theo, là thấy, là thấy đeo thấy cái khờ mọt là thấy buồn rồi đó đó. Và mỗi cử chỉ, lời ăn, tiếng nói cũng giống như Trung Nguyên nhắc ngay cho chính trị, ông Boris Johnson, cựu thủ tướng của Anh Quốc, là người quyền uy nhất của đất nước Anh thời điểm đó. Ông ta bị cắt chức với cái tội gì? Mở một cái buổi tiệc đón khách nước ngoài ngoại giao thôi. Ông ta mở cái buổi tiệc để đón khách ngoại giao nước ngoài, ở trong cái nhà của mình chỉ có mười mấy người thôi. Ông ta bị cắt chức khi lúc đó cái mùa Covid, vì ông ta là người thủ tướng không làm gương. Thấy khổ chưa? Thấy khổ chưa? Nên tại sao Nguyên nói chính trị mình phải hiểu là tư bản và cộng sản với độc tài nó hoàn toàn khác nhau. Nên tại sao con người ai cũng có sai, nhưng sai thì phải thay, làm sai thì nhường lại cho người khác để người khác làm đúng. Còn độc tài là nó sai, là nó sai luôn. Nó sai là nó sai nguyên cả đất nước. Vì cái người sai họ không thừa nhận và họ ép người khác phải đi theo cái điều sai của họ. Vì dân nó có quyền lên tiếng. Dân có quyền lên tiếng đâu. Bây giờ sai thì tụi bay không phải chịu thay hết. Tao sai là tụi bay sai hết. Tao đúng là tụi bay đúng hết. Nói như vậy đó. Nên là Tổng thống Nam Hàn có thể bị cắt chức, cũng có thể bị gớt đài, nhưng mà chắc chắn là cuộc đời chính trị của ông đến đây là chấm dứt. Tương lai chính trị của ông sẽ không khó gục đầu lên được, và sự ủng hộ trong đảng phái của ông sẽ bị tuột dốc ngay lập tức từ giây phút này. Sai lầm một nước, mất cả tất cả một cái tương lai lâu bền. Đây là bản tin liên quan đến Nam Hàn mà chúng ta sẽ biết được cái kết quả trong những ngày kế tiếp. Một bản tin cũng liên quan đến bầu cử mà ở tại châu Âu được nhiều người chú ý, đó là liên quan ở tại đất nước Romania. Thì hiện bây giờ đang bỏ phiếu ở tại Romania, bỏ phiếu đợt đầu tiên, nhưng hiện bây giờ thì phía bên tòa án tối cao ở Romania đã bác bỏ cái bỏ phiếu đầu tiên, bỏ phiếu tổng thống cho quý vị. Nó cũng bỏ hai đợt, bỏ đợt sơ bộ. Lý do dẫn đến vấn đề mà Romania đang có bị trục trặc vấn đề bỏ phiếu là bởi vì cho là bỏ phiếu có sự gian lận và có sự nhúng tay của đất nước Nga. Cho là cái bỏ phiếu vừa qua đã có những cái sự gian lận rất là rõ nét trong vấn đề hệ thống, cả luôn vấn đề gian lận lá phiếu. Và nó đã dẫn đến con số nó không đúng theo sự thật. Và cái điều nó nghiêm trọng đến mức độ mà tòa án tối cao của Romania đưa ra cái quyết định bãi bỏ cái bỏ phiếu đợt đầu. Và có thể bỏ phiếu trở lại trong những ngày kế tiếp, bỏ đợt đầu, đợt hai trong vòng một lúc luôn. Thường người ta sẽ đưa ra một cái giai đoạn, hai giai đoạn khác nhau. Nhưng đợt này bỏ một lúc luôn, đợt đầu đợt hai luôn. Thì đây thì chúng ta thấy rõ được là ngày hôm nay chính trị khá là phức tạp trên cả toàn cầu của thế giới. Và sự giật dây chính trị đến từ nhiều thế lực muốn tạo ra những khủng hoảng ở nước này, nước kia. Đặc biệt là Romania là một cái quốc gia nằm trong châu Âu, cũng trong nằm trong thành viên của NATO. Đang bị giật dây chính trị đáng lo ngại và phải cần cẩn thận ở tại Romania. Thì Romania là gần Nga, gần Ukraine. Cái địa lý đợt trước Nguyên có đi rồi. Đất nước Romania thì còn là một cái quốc gia còn trong một cái giai đoạn phát triển mới, và trong một cái giai đoạn phát triển mới, và trong giai đoạn phát triển nó cần phải nhiều thời gian để mà quay lại cái trật tự xã hội ổn định giống như là ở châu Âu. Đây là bản tin liên quan đến Romania và Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú và anh chị em các bạn mến thương trong diễn đàn. Và bây giờ chúng ta tiếp tục qua những bản tin khác liên quan đến sự việc ở tại Việt Nam chúng ta và Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã cung cấp yểm trợ cho Việt Nam chúng ta với một con số tiền nho nhỏ, với một con số tiền 12 triệu rưỡi Mỹ Kim, yểm trợ cho Việt Nam mua những chiếc tàu nho nhỏ yểm trợ. Tại sao Hoa Kỳ gửi một số tiền này? Số tiền này là mục đích là yểm trợ cho, mình kêu là tuần viên cảnh sát biển của Việt Nam mua những chiếc tàu tuần tra. Thứ nhất là để yểm trợ và kêu gọi Việt Nam vấn đề đi theo đúng cái hợp pháp, và vấn đề chủ quyền, vấn đề đánh cá,
không đánh cá lậu, không đánh cá thuê, không đánh cá qua biên giới của người khác, vân vân và vân vân. Và yểm trợ cho hải quân của Việt Nam có thể có nhiều phương tiện để tuần tra hơn nhiều. Ngộ ha. Chuyện của Việt Nam của mình, chuyện của Việt Nam của mình đánh cá bị người ta lên tiếng thế giới là ngư dân đánh cá của mình đi qua bên Mã Lai, đi qua bên Phi, đi nước này nước kia đánh cá qua hải phận của người khác bị người ta bắt, bị người ta lên án, rồi đánh cá chui phạm pháp vân 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 vân. Mỹ lại gửi tiền cho Việt Nam, yểm trợ Việt Nam có tàu tuần tra. Nó ngộ thiệt. Tàu nhỏ, mấy cái tàu nhỏ, ngộ các bạn không? Thấy ngộ không? Anh Việt Nam ơi, anh làm ơn đi, là tiền nè. Anh mua mấy chiếc tàu nhỏ nhỏ, anh kêu mấy anh công an thường xuyên đi ra ngoài biển, kêu gọi người dân Việt Nam đừng đi qua biên giới người khác, nhức đầu quá. Nó thưa kiện hoài, nhức đầu quá. Mấy cái tụi bên kia nó thưa hoài, tôi nhức đầu lắm rồi. Anh làm ơn đi, anh làm ơn á, anh đi tuần tra thường xuyên, anh không đi tuần tra thì dân nó biết đâu, nó cứ đi hoài. Anh đi thường xuyên, anh đi tuần tra giùm tôi chút xíu, chứ nó thưa tôi nhức đầu quá, nó khiếu nại hoài, nhức đầu quá. Nhưng không phải lỗi là người dân Việt Nam chúng ta, các bạn. Trọng Nguyên nói không phải lỗi dân Việt Nam chúng ta, lỗi là lỗi cha anh Trung Quốc. Lý do mà dân Việt Nam chúng ta phải đi đánh cá xa xôi như vậy, mà nhiều khi chúng ta phải xâm phạm vào lãnh hải của người khác. Ngư dân đánh cá không phải là họ không biết, không phải là họ không biết, là họ đang sai phạm, họ thừa biết điều đó. Nhưng mà chúng ta đâu còn quyền chủ quyền biển cả đâu mà đánh cá. Đánh cá cặp mé nó đâu có cá. Mà bây giờ đi chút xíu thôi, mười mấy cây số là vô không phận của Trung Quốc rồi, lưỡi bò của nó nuốt hết rồi, đi đường nào cũng dính hết á, đi đường nào cũng dính hết á, lưỡi bò của Trung Quốc là đi đường nào cũng dính hết. Thì ngư dân đánh cá vì mưu sinh, vì sinh tồn thì họ mạo hiểm thôi, chứ không phải họ không biết đâu, họ vẫn thừa biết mà, đâu phải là họ không biết điều đó, nhưng mà không còn đường lựa chọn. Bây giờ ở nhà còn vợ con phải nuôi. Nghề là cái nghề duy nhất là nghề đánh cá. Vợ con phải nuôi. Rồi không làm như vậy thì lấy đâu mà ăn. Và bây giờ đánh cá ở cặp mé biển thì cặp mé bờ của mình thì không có cá. Lấy đâu mà sao bán. Mà dầu quả thì có nở đắt. Má lại đắt. Thuế má lại càng nhiều. Mà bây giờ mà không thu nhập được rồi sao sống. Nên là họ mới phải mạo hiểm đó, chứ họ đâu phải họ không có biết. Họ thừa biết cái điều đó chứ không biết. Chỉ có điều là tại sao? Vì chúng ta đã mất đi cái chủ quyền của chúng ta. Bây giờ lợi gần Trường Sa, Hoàng Sa thì tàu Trung Quốc nó đâm, tàu lạ nó đâm. Tàu đã nó quýnh đó, nó quýnh cha mẹ thử con da luôn đó. Nó lấy đừng 30 thằng, nó nhảy vô chiếc tàu, nó đánh 10 thằng, nó cầm ba to nó quýnh đó. Rồi sau nó không thèm quýnh, nó đâm 2 chiếc tàu luôn đó. Nhờ người ta vớt lại đó. Cái điều là chúng ta không đủ khả năng bảo vệ cư dân của mình đánh cá trên chủ quyền của mình. Cái người có lỗi, có trách nhiệm chính là chính phủ, chứ không phải là ngư dân đánh cá. Nguyên nói tới đây thì mấy anh chị em Red Bull binh đảng và nhà nước thì không chấp nhận. Một mặt thì các anh thừa nhận là chủ quyền của mình. Đúng không? Đảng và nhà nước Trường Sa và Hoàng Sa là chủ quyền của chúng tôi. 200 hải lý theo luật lệ năm 1982 UNCLOS. Một mặt khác thì ngư dân của mình đánh cá chỗ đó thì bị hải quân, lực lượng của Trung Quốc hay là ngư dân của Trung Quốc nó hà hiếp, thì mình không lên tiếng, không làm gì hết. Mình không gửi tàu chiến đấu, không gửi tàu tuần tra bảo vệ ngư dân mình gì hết. Rồi mình chỉ cứ vớt xác ngư dân mình thôi. Rồi mình cứ nói là tàu lạ. Lỗi là lỗi sự bất lực của mình, lỗi cái sự không đủ khả năng bảo vệ chủ quyền của đất nước, mà không đủ khả năng bảo vệ ngư dân của mình. Trung Nguyên nói á, những người ngư dân đánh cá đối với Nguyên là những người anh hùng. Tại sao vậy? Vì nếu không có họ làm điều đó thì chủ quyền nó đã mất từ lâu. Vì họ nói là đất nước của chúng tôi mà, bản đồ đàng hoàng, nhà nước chánh quyền đó, 200 hải lý tôi đúng theo cái luật lệ thôi. Đối với Nguyên, cái sự hiện diện của người dân đánh cá là một cái sự đóng góp đang bảo vệ chủ quyền của đất nước. Và họ hy sinh rất là nhiều, đã biết bao nhiêu những người ngư dân đánh cá đã tử thiệt mạng ở trên biển cả rồi.
đã biết bao nhiêu người cư dân Đông Cát thiệt mạng, đếm không xuể đâu các quý vị. Đó là sự bất lực của đất nước. Sự bất lực của đất nước. Chúng ta bị một cái quốc gia, và không phải tại sao Nguyên nói là Trung Quốc là cái mối đe dọa đến an ninh chúng ta mà. Chỉ có Red Bull là không hiểu điều đó thôi. Chỉ có bò né thì không hiểu, chứ bò mà có sừng thì kêu bò gì ta? Bò có sừng nó kêu đâu phải là bò, nó kêu là trâu phải không? Mà bò không có sừng mà. Mấy bác già rồi, mấy bác cáo già mấy bác biết hết luôn. Bác cáo già mấy bác biết hết. Nên là lý do mà Trung Nguyên nói ngày hôm nay, vấn đề mà ngư dân cá Việt Nam chúng ta đừng có trách ngư dân chúng ta không có ý thức, sợ dư. Dư biết chứ. Vì mỗi lần bắt là mắc tàu nè, có thể mất đến cả tính mạng, mất tài sản nè. Còn có tù nữa. Họ dư khả năng biết điều đó. Nhưng họ không có đường lựa chọn. Không có đường lựa chọn. Đó là một cái bức tranh tội nghiệp cho đất nước Việt Nam chúng ta. Vì tại sao Nguyên không ưa chính phủ Trung Quốc là như vậy? Nó quá giàu, nó quá mạnh, mà nó tham lam không ngừng. Cái gì nó cũng muốn là của nó hết. Nó tại sao Nguyên ghét chính phủ Trung Quốc là gì? Nhưng Nguyên không có ghét mấy cô gái Trung Quốc đâu nha. Phải nói cho rõ, ghét chính phủ Trung Quốc, nhưng mấy em vẫn yêu như thường. Nha. Ghét chính phủ Trung Quốc thôi. Chứ người dân Trung Hoa thì vẫn yêu như thường, ngoái nị là nị ái ngọ là ái quái đại vậy thôi, không vấn đề hết. Mình ghét là ghét cái đường lối chính trị xâm chiếm độc tài bành trướng của một cái quốc gia nó đã quá lớn mạnh mà nó vẫn không cảm giác thỏa mãn. Thỏa mãn. Và bây giờ thì nó đang hà hiếp những cái quốc gia láng giềng của chúng ta, trong đó có Việt Nam. Thì đó là một cái điều mà Nguyên thấy đáng tiếc, khi lúc đó thì nếu mà họ biết cái sự tôn trọng và họ biết cách hòa hài hòa thì chúng ta và họ sẽ không có xích mích. Nhưng mà khổ là không, họ không biết tôn trọng Việt Nam chúng ta. Trung Nguyên nó thẳng luôn. Trung Nguyên nó thật với các quý vị, các quý vị không có hiểu được là cách mấy bác qua bên bển Trung Quốc là nhục nhân cá nục. Chủ tịch nước, thủ tướng mà không bằng một ông thị trưởng một cái thành phố. Nhá. Nó coi không ra gì. Nó cứ không ra gì. Để chúng ta biết là cái người Trung Quốc họ vẫn cho rằng là họ ở trên chúng ta. Họ ở trên chúng ta. Cái điều đó là cái điều Nguyên thấy á, cái cách cư xử của Trung Quốc mà lúc nào họ có miệng thì cũng hòa bình, anh với em răng với môi. Răng với môi, chúng ta đoàn kết anh em chúng ta, cùng Đảng Cộng sản cùng nhau, chúng ta đừng bị phương Tây chia rẽ. Đó là cái cách mà họ dụ dỗ chúng ta. Còn mấy bác thì vì quyền lợi, vì quyền lực, bây giờ bắt tay với tư bản nhiều quá thì vị trí của mình nó sẽ bị lung lay. Đất nước tự do thì quyền lực của mình sẽ mất, đảng phái của mình sẽ mất quyền lợi. Nói chung là mấy bác vì quyền lợi cá nhân và gia đình của mình, nên là mấy bác không dám bắt tay với phương Tây mạnh liệt hơn. Nhưng mà xong thì nó có khúc, người thì cũng có lúc. Cũng có lúc giai đoạn nào đó, cái sự nhẫn nhịn của mấy bác với Trung Quốc nó cũng có giới hạn. Thì mấy bác cũng dần dần đặc biệt là gần những năm gần đây thì các vị thấy là sự mang giao với Mỹ càng ngày càng nhiều, mang giao với châu Âu cũng ngày càng nhiều. Mấy bác cũng biết rồi, thấy bây giờ mấy bác đúng không? Không rồi. Chứ Trung Quốc không ổn rồi. Mấy ổng cũng bắt đầu đa dạng quá ngoại giao 10 năm gần đây, mấy ổng cũng đã sợ rồi. Đó là cái dấu hiệu mấy ổng cũng sợ. Mấy ổng cũng bắt đầu lo lắng. Và bây giờ Trung Nguyên mạng phép đóng sổ bản tin của Việt Nam, và chúng ta chuyển sang qua bản tin cuối cùng trong diễn đàn của ngày hôm nay, tới quốc gia ở tại Syria đang vô cùng nóng bỏng. Chảo lửa Trung Đông hiện bây giờ dồn dập ở tại Syria. B-52 của Hoa Kỳ đã bay đến khu vực. Lực lượng vũ khí của Mỹ chuẩn bị sẵn sàng. Ở Syria chuẩn bị có một cuộc chiến tranh bùng phát lớn mạnh. Sau khi Mỹ nhận được bản tin là Iran và Iraq có thể tham chiến ở tại Syria. Hiện bây giờ 6 quốc gia biên giới ở tại Syria đóng cửa. Tất cả những quốc gia kêu gọi cư dân của mình rời khỏi Syria ngay lập tức, bất cứ gia nào. Nga đang điều động khí tài quân sự ồ ạt đổ xô đến Syria để mà yểm trợ. Nhưng số lượng không đủ để ngăn chặn mặt trận. Tới mức độ mà người ta có thể nói là vài ngày nữa tránh